lễ meeting hưởng ứng ngày vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2024. Đại biểu Hội đồng Nhân dân hai cấp tiếp xúc cử tri tại huyện Tuy Đức và Đắk Giờ Lấp sau kỳ họp thứ 8, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 4. Hội nghị về thực hiện cơ sở y tế xanh, sạch, đẹp bền vững và tăng trưởng xanh diễn ra tại Đắk Nông. Đó là những thông tin chính có trong chương trình tin tức Đắk Nông ngày hôm nay, 13 tháng 8. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn đến với những nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, chiều 13 tháng 8, Bộ Y tế phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông tổ chức meeting hưởng ứng Ngày Vệ sinh Yêu Nước nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2024. Bài phát biểu hưởng ứng của đồng chí Hồ Văn Mười, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông đã nêu rõ, từ năm 2012 đến nay, phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân đã thể hiện rõ vai trò sứ mệnh của mình, giúp người dân có cái nhìn khác và tích cực hơn về vệ sinh cá nhân, vệ sinh cộng đồng và vệ sinh môi trường. Điều này được thể hiện qua tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh ổn định, số ca bệnh truyền nhiễm hàng năm liên quan đến nguồn nước tiêu hóa giảm, tỷ lệ nhà tiêu hợp vệ sinh tăng 16%, tỷ lệ nguồn nước hợp vệ sinh tăng 21%. Tại buổi meeting, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế phát động cuộc thi cơ sở y tế xanh, sạch, đẹp lần thứ nhất. Sáng 13 tháng 8, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Nông và huyện Tuy Đức tiếp xúc cử tri xã Đắk Giờ Tít sau kỳ họp thứ 8, Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026. Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, huyện Tuy Đức đã thông tin tới cử tri về kết quả kỳ họp thứ 8, báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7. Tại buổi tiếp xúc có 11 vấn đề cử tri kiến nghị gửi tới các đại biểu Hội đồng Nhân dân hai cấp. Trong đó, các ý kiến tập trung vào nội dung như quản lý sử dụng đất, đầu tư hệ thống đường, điện chiếu sáng, bảo đảm an ninh trật tự. Cùng ngày, đại biểu Hội đồng Nhân dân hai cấp tỉnh Đắk Nông và huyện Đắk Giờ Lấp đã tiếp xúc với cử tri thị trấn Kiến Đức. Vấn đề được cử tri thị trấn Kiến Đức quan tâm ý kiến, kiến nghị nhiều liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng và quản lý đô thị. Hầu hết các ý kiến, kiến nghị của cử tri được đại diện sở, ngành, địa phương trả lời. Những ý kiến, kiến nghị vượt thẩm quyền, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tổng hợp, đề xuất các đơn vị liên quan để trả lời cho cử tri trong thời gian sớm nhất. Sáng 13 tháng 8, tại Đắk Nông, Cục Quản lý Môi trường, Bộ Y tế phối hợp tổ chức hội nghị về thực hiện cơ sở y tế xanh, sạch, đẹp bền vững và tăng trưởng xanh. Tại hội nghị, Cục Quản lý Môi trường giới thiệu, hướng dẫn triển khai các nội dung về xây dựng, đánh giá cơ sở y tế xanh, sạch, đẹp, bền vững, các tiêu chí chất lượng môi trường bệnh viện, đề xuất đưa vào dự thảo thông tư quy định chất lượng cơ bản đối với bệnh viện. Các đại biểu thảo luận, góp ý đối với các tiêu chí chất lượng môi trường bệnh viện, đề xuất đưa vào dự thảo thông tư quy định chất lượng cơ bản đối với bệnh viện. Việc xây dựng cơ sở y tế xanh, sạch, đẹp có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo môi trường an toàn trong chăm sóc sức khỏe cho người bệnh, tạo môi trường làm việc bảo đảm an toàn, tạo động lực làm việc cho nhân viên y tế. Ngày 13 tháng 8, Công an tỉnh Đắk Nông tổ chức tập huấn, triển khai thực hiện thông tư số 124 của Bộ Công an quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh, trật tự. Hơn 120 đại biểu là công chức, viên chức của các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục và công an các huyện, thành phố về tham dự buổi tập huấn. Các đại biểu được quán triệt các nội dung, thông tư số 124 và các văn bản liên quan về xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn, an toàn về an ninh trật tự, kế hoạch số 81 của Ban Chỉ đạo Phòng chống tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân, tham gia bảo vệ Tổ quốc tỉnh, công tác lập, bảo quản lưu trữ hồ sơ trong quá trình thực hiện. Sáng 13 tháng 8, 33 học sinh là con nuôi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đang được Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông chăm sóc, hỗ trợ, đỡ đầu được tham gia lớp học biên cương tại huyện Tuy Đức. Tại đồn biên phòng Tuy Đức, thuộc xã Đắk Bốc So, huyện Tuy Đức, các em học sinh cùng cán bộ, chiến sĩ đã thực hiện nghi thức chào cột mốc số 55. Các em được nghe giới thiệu khái quát về vai trò, ý nghĩa của đường biên, cột mốc và công tác phối hợp giữa các lực lượng để bảo vệ chủ quyền biên giới. Tại đồn biên phòng cửa khẩu Bù Pờ Răng, thuộc xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, 33 học sinh cùng cán bộ, chiến sĩ biên phòng đã dâng hương tại đài tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ hy sinh trong công cuộc bảo vệ biên giới. Nằm trong nội dung tiết học vùng biên, các em học sinh được cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu Bù Pờ Răng giới thiệu về quy trình giải quyết thủ tục xuất nhập cảnh của trạm cửa khẩu Bù Pờ Răng. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
Mọi chi tiết, quý vị và các bạn liên hệ với chúng tôi qua điện thoại đường dây nóng hoặc địa chỉ fanpage quen thuộc của chương trình. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại!